Nên chính vì vậy mình phải view ngay con quét này cho bạn nào đã đang tham gia và chưa tham gia gần tiếp cận thì các bạn cũng nắm bắt được nó hoạt động như nào. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Ở video ngày hôm nay thì mình view một con quét nó mới ra để Clem B&B mà cho phép Clem về ví chút. Vì ở cái con quét này mình thấy khá đông đảo người tham gia, chính vì vậy ở cái video này mình sẽ phân tích về nó thật kỹ cho các bạn nào đã đang tham gia cũng như các bạn nào mà đang gần tiếp cận nó để mà biết được cái ưu nhược điểm của nó như thế nào và có nên tiếp tục để mà claim cái đồng B&B này nữa không nhá. Thì các bạn cùng xem hết video để các bạn biết được là nó như thế nào, nó hoạt động như thế nào và mình tham gia như thế nào, có nên tham gia không nhá. Vì hiện tại mình thấy phải 40% là đang làm cái con web claim B&B về với chút cái nét này nhá. Trước tiên, đây là một cái quét đã mới ra mà cho mình là claim B&B 60 giây một lần. Nhưng để mà phân tích kỹ hơn cho các bạn thì mình lại lấy con quét này ra. Thì mình nhắc lại một chút là mình có tham gia vào con quét kiếm TRX này. Mình tham gia trên phương diện là miễn phí và mình tham gia hơn nửa tháng rồi. Để mà nó liên quan đến cái việc mà view lại con web kiếm B&B cho các bạn thì mình phải lấy con này ra để làm dẫn chứng nhé. Con này thì mình chưa view một video nào về nó, cũng đang test nó nên là mình chưa view nhé. Hiện tại thì mình đã theo đuổi nó gần nửa tháng và mình đã đủ cái min rút mà nó cho mình rút free là 540 TRX nhé. Và cái trạng thái mình rút từ đêm qua đến hôm nay vẫn đang chờ xử lý. Nên là cái việc mà mình test này, mình test rất kỹ, tất cả con app ra mình đều tự mình test kỹ mình mới view. Thì con này khi nào mà mình rút được cái số tiền này nó về ví mình ấy, mà mình nhận được thật thì mình mới view lại cho các bạn nhé. Còn hiện tại vẫn là đang trong quá trình mà test nhé. Rồi ok, chuyên mục chính của mình hôm nay là sẽ view về cái web mà claim cái đồng B&B 60 giây một lần. Thì đầu tiên ấy, cái con web này có khi là mình sẽ không để link cho các bạn đâu. Còn nếu như trong một số các bạn mà xem video mà yêu cầu link thì mình mới cấp link thôi nhá. Đấy là mình nói luôn từ đầu. Thì bây giờ mình view đã. Rồi, trước tiên thì các bạn sẽ nhìn thấy nó ghi đây: kiếm B&B cứ 60 giây bằng cách nhấp vào tùy chọn xác nhận quyền sở hữu và đăng nhập tài khoản của bạn bằng địa chỉ B&B hoặc bạn từ các ví như kiểu là chút Winnet này và một số các ví như B&B này, bắt đầu tham gia ngay miễn phí. Thì đây nó ghi miễn phí thì các bạn cùng mình để mà view lại con web này và mình sẽ phân tích kỹ con web này nó như thế nào nhé. Ở đây thì để view nó thì các bạn phải đăng nhập nó, các bạn phải chọn xác thực cái hình ảnh robot này nhé. Rồi, khi mà xác minh xong các bạn kích vào yêu cầu ngay này. Thì các bạn thấy chưa? Của mình vừa yêu cầu xong thì nó bảo là 60 giây một lần nhé. Thì tức là mình lại chờ 60 giây. Và giờ mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn lấy link các bạn claim lần đầu như thế nào nhé. Chẳng hạn như bây giờ mình sẽ ném cái đường link này nhé. Nó đang nói là thì đây là số dư của mình nhé. Số dư của mình và cái min rút này mình trước tiên mình cho các bạn xem min rút đã nhé. Khi mình rút đây nó rất là lag, nó mới hiện lên nhá. Mình kích vào rút này. Min rút đây nó yêu cầu 0.005, khá là nhiều đấy. Để mà các bạn mà claim thì chắc phải 1 năm may ra mới đủ min rút. Đây các bạn nhìn thấy đây. Bạn đặt tối thiểu 0.005 tỷ B&B để rút nhá. Thì để mà được đạt cái 0.005 B&B này chắc là claim phải 1 năm may ra mới đủ. Và cái việc nó có cho mình rút hay không nó còn cả là vấn đề nhá. Thì các bạn cùng mình để phân tích thêm này. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái liên kết này để mình hướng dẫn qua về cách mà đăng ký như thế nào nhá. Không biết nó cho copy ở đây không đã, mình xem nào. Sau chép này mình sẽ dán nó ở một cái địa chỉ khác. Rồi, thì đây là mình đăng nhập khi mình chưa có địa chỉ ví, nó ra giao diện như này. Giờ mình lấy luôn địa chỉ ví của cái ví MetaMask mình ép ở đây cho các bạn xem nhé.
Và đây ấy, thì các bạn, đây là mình đang nói luôn là mình đang ép một cái là gọi là ép trên cả ví chớp, chỉ là phương diện demo cho các bạn xem thôi nhé. Còn ở đây thì các bạn sẽ vào các bạn đọc kỹ này. Thứ nhất đây các quái này, các quái này là cái quái mua để mà tăng cái tốc độ khai thác đấy. Thì mình sẽ vào đây đăng nhập này nhé. Mình sẽ dán đây nhé. Thì mình tích luôn đây này. Mình xác minh cái hình ảnh của nó nhé. Rồi mình kích đây đăng ký cũng là đăng nhập. Rồi. Thì bây giờ nó bảo mình là làm clone này nhá, mình tích ở đây. Mình kích đây clone nhá. Đó thì nó bảo mình là 60 giây một lần. Thì các bạn sẽ vừa nhìn thấy mình cho một cái min rút tiền đấy, 0,005 thì chắc các bạn phải làm thậm chí phải 1 năm may ra mới đủ. Thì mình nói luôn ở cái con web này này, thứ nhất đây nó có các mốc để các bạn đăng ký để mà tức là mình phải gửi tiền vào đây đấy để mình mua cái khai thác này đấy, là một này. Cái thứ hai nữa, với cái min rút cao như này các bạn cứ nem có 1 năm may ra mới đủ. Và cái thứ ba nữa là khi mà đủ min rồi nó có cho các bạn rút tiền về ví không là cả một câu hỏi nhé, cả một vấn đề nhé. Còn nhận định của mình về con quét này, nếu bỏ ra thời gian cứ 60 giây các bạn cờ nem một lần thì các bạn cờ nem ngay cho mình các con quét cờ nem B&B về ví Pocket Pay. Mình có để rất nhiều trên kênh của YouTube của mình ấy nhé. Nhưng con đấy các bạn cờ nem lần nào nó về trực tiếp ví các bạn luôn, chứ không phải là chờ đủ min mới rút. Đã cờ nem ở đây, thứ nhất là min rút quá cao, thứ hai là mình còn không biết được là đủ min rồi nó cho mình rút hay không. Và đây nó còn có rất nhiều quái để mà mua, để mà khai thác. Thì ở đây mình nhận định cái con quét này là các bạn không nên tham gia. Nếu bạn nào đã tham gia rồi thì mình cũng không biết là các bạn tham gia lâu chưa, cái đấy mình cũng không biết được. Nhưng mà bạn nào mà chưa tham gia thì tốt nhất là các bạn không nên tham gia nhé. Đây là mình nói luôn, thà các bạn cờ nem con quét là mình hướng dẫn cờ nem trực tiếp về ví PowerPay, các bạn làm được đến đâu thì được đến đấy, chứ không phải tham gia con quét này. Thứ hai là cái min rút nó quá cao, cái min quá cao. Và thứ ba nữa là để mà rút được nó về ví thì nó vẫn cả là một cái câu hỏi nhé, chưa ai trả lời đáp án được nhé. Vì cái min này mình có test thì mình có test gần 1 năm mình mới đủ để mà có đáp án cho các bạn được nhé. Nên chính vì vậy mình phải view ngay con quét này cho bạn nào đã đang tham gia và chưa tham gia gần tiếp cận thì các bạn cũng nắm bắt được nó hoạt động như nào để các bạn là xác định lại có nên làm nó hay không nhé. Thì video mình view về con web này cũng khá là chi tiết. Hy vọng là các bạn xem hết video để các bạn hiểu được cái hoạt động của nó. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh, các bạn thể đăng ký kênh mình để cập nhật các video mới nhất của mình nhé. Còn video này mình sẽ kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các bạn.